Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã họp phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết, thảo luận cho ý kiến 8 dự án luật khác, thảo luận quyết nghị nhiều nội dung quan trọng và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp. Sau khi nghe Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết này với 477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 96,56%. Phát biểu bế mạc, điểm lại một số kết quả quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức hữu quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng những nội dung của kỳ họp. Kính thưa Quốc hội, từ thành công và kết quả tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cùng nhiều kết quả quan trọng đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng và vào cuộc tích cực chủ động của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, nỗ lực và tâm huyết của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn thách thức, nắm được thời cơ, hoàn thành cao nhất các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023-2024 và cả giai đoạn 2021-2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.